Hello các anh em, chào mừng đến với thằng mình. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về một chai nước hoa của nhà Dolce & Gabbana và nó có tên là The One Gold for Men. Đây là một phiên bản flanker tiếp theo của dòng The One, có thể gọi là khá là nổi bật của nhà nước hoa này. Và như thường lệ thì mình sẽ chia sẻ đến các anh em cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này, những cái điểm mình cảm thấy là tốt và những cái điểm mình cảm thấy chưa tốt về phiên bản The One Gold for Men. Và cuối cùng, dựa trên quan điểm cá nhân của mình, đó là chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không. Và nếu như mọi người có lần đầu xem video của mình thì mình rất hy vọng các bạn bấm like và subscribe để chúng ta có thể gặp lại nhau được nhiều hơn. Còn bây giờ anh em hãy ngồi thư giãn và đón xem video của mình nha. Ok, lên đường. Trước khi chúng ta nói về chai nước hoa The One Gold for Men thì anh em mình sẽ nói qua một chút về dòng nước hoa The One. Chai nước hoa đầu tiên được ra mắt vào năm 2008 và với nồng độ là All the Toilet. Sau đó vào năm 2015 thì nhà nước hoa này ra mắt phiên bản tiếp theo với nồng độ là All the Perfume. Và sau đó thì họ đã ra mắt rất nhiều những phiên bản khác, ví dụ như là The One Grey, The One Sport, The One Intense đó và The One Royal Night, vân vân. Khá là nhiều những phiên bản flanker. Và với cá nhân mình cho đến tận bây giờ thì The One All the Perfume vẫn là phiên bản thành công nhất trong cái line của The One này. Với cá nhân quan điểm của mình, đó, đến năm 2021, họ đã ra mắt phiên bản The One Gold for Men, All the Perfume Intense, đó. Thì đấy là một vài thông tin mà mình muốn nói qua các anh em về line của nhà nước hoa này. Trước tiên thì chúng ta hãy cùng ngó qua một chút về ngoại hình của em nó. Có thể thấy rằng so sánh với các phiên bản khác, thì ở phiên bản The One Gold này nó có một ngoại hình có thể gọi là khá là gọi là rực rỡ đó, với từ nắp cho đến thân chai, nói chung là toàn bộ full body đều là một màu vàng rất là nổi bật. Nói thật là nếu như để mà đánh giá điểm về ngoại hình của chai nước hoa này thì mình đánh giá nó điểm 10/10 so với tất cả phiên bản flanker khác của Fly The One này, bởi vì nhìn nó có một cái gì đấy, nó rất là vương giả, nó có một cái gì đấy đúng chất kiểu là mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Thì đấy là ngoại hình của em nó. Còn về thành phần mùi hương, ở đây màu của nó gồm cam đỏ, gừng, cam bergamot, hương giữa là sơ thơm, bạch đậu khấu, phong lữ, hương cuối là hoắc hương, hổ phách và cỏ hương bài. Với cá nhân mình, khi mà nhìn qua thành phần nguyên liệu sử dụng trong chai nước hoa này thì mình có một cảm giác, đó là chai nước hoa này nó sẽ khá là khác so với những phiên bản gần đây, ví dụ như The One Intense đó. Bởi vì chai nước hoa này nó sử dụng một số những cái thành phần nguyên liệu mà có một cái mang một cảm giác rằng chai nước hoa nó sẽ có hơi hướng một dạng kiểu như là spicy, fresh spicy, bởi vì ở đây nó có dùng có hương bài này, có dùng gừng này và hoắc hương vân vân. Thì những cái nốt nguyên liệu đó thông thường khi mà sử dụng lại với nhau thì chai nước hoa đấy nó sẽ có thiên hướng một dạng kiểu fresh spicy đó, một chai nước hoa thuộc dạng cay nồng nhẹ. Thì đấy là cái quan điểm của mình. Còn bây giờ thì chúng ta nói qua một chút về mùi hương, cảm nhận mùi hương về chai nước hoa này khi mà mình xịt. Có thể nói rằng khi mà mình xịt chai nước hoa này, ở cái cảm giác ban đầu đó là một cái mùi gừng. Thì mình khá là thích, đặc biệt là những cái chai văn phòng ấy mà sử dụng những nốt hương của mùi gừng, mình khá là thích bởi vì nó mang một cảm giác rất là lịch sự và nhã nhặn. Mà ở đây ví dụ như là chai YSL Lone, đấy là một chai có thể gọi là một trong những best choice sử dụng trong môi trường văn phòng. Và ở chai nước hoa này khi mà cái open nốt của nó khi mà mới xịt, mình cũng cảm thấy khá là dễ chịu. Không thể gọi là một cái open note nó gây một ấn tượng cực mạnh thì là không phải. Nó khá là nhã nhặn và nó khá là vừa đủ, không gây khó chịu nhưng cũng không gây cảm giác một cái gì đấy mùi hương nó nhạt nhòa. Và cái tông đầu mà mình cảm nhận khá là rõ đó là nốt gừng với cá nhân của mình. Thì sau khoảng 15 đến 20 phút thì lúc đấy có thêm, mình cảm nhận thêm đó là cỏ hương bài và hoắc hương. Mặc dù là không phải là quá là dày, không phải quá là đậm, thế nhưng nó kết hợp vừa đủ tạo nên một cái tông mùi có thể gọi là thêm một chút cay nồng nhẹ đó, một chút cay nồng nhẹ fresh, một dạng kiểu fresh spicy.
Và mình cảm thấy rằng so với một số những phiên bản khác như là The One Intense ở Chan Hoa đấy thì sử dụng da thuộc này xạ tạo nên một cái tông mùi dày đậm đà, hoặc là như The One All Perfume thì là một cái mùi hương rất là ngọt. Mặc dù là trong nốt có nói là sử dụng nốt thuốc lá nhưng mình không tin lắm ở Chan Hoa này có sử dụng phần nhiều thuốc lá, bởi vì mình không thấy thuốc lá quá nhiều. Mà chai The One EDP này là một cái tông mùi ngọt rất là mượt mà. Còn ở The One Gold for Men thì lại là một cái tông mùi cay nồng nhẹ, vừa đủ, không quá đậm cũng không quá yếu. Đó thì đấy là cái cảm nhận của mình về mùi hương của chai nước hoa này. Mở đầu đó là một cái nốt gừng, sau đó là cỏ hương bài và hoa hương tạo nên một cái tông mùi spicy. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nói đến những điểm mình cảm thấy là tốt của chai nước hoa này. Thì điểm tốt đầu tiên của chai The One Gold for Men, điều đầu tiên thì mình nghĩ rằng nó là một sự lựa chọn rất là tốt cho các anh em nào mới bắt đầu sử dụng nước hoa. Đó, mới bắt đầu sử dụng nước hoa nhé, chứ không phải là những người đã có một cái khoảng thời gian nhất định. Bởi vì thực tế mà nói, khi mà chúng ta ví dụ như chúng ta đi ra shop chẳng hạn, chúng ta sẽ nhìn thấy một dàn như thế này, một dàn hỏa lực thế này, đôi khi chúng ta cũng không biết rằng đâu sẽ là chai nước hoa có một cái sự khởi đầu an toàn, đâu sẽ là chai nước hoa mà chúng ta có thể ít nhất ok bỏ qua cái việc mà chúng ta có thể cảm thấy rất là thích, nhưng ít nhất nó có thể khiến cho chúng ta cảm thấy à vừa đủ, à dùng được rồi, để lần sau cứ từ từ dùng rồi mình sẽ mua thêm một chai khác để mà lựa những cái mùi mình thích. Thì đâu sẽ là những cái chai như vậy, không hề là dễ dàng khi mà chúng ta đi ra ngoài và chúng ta nhìn thấy một dàn kệ. Đấy là một điều không hề dễ dàng đối với các anh em bắt đầu sử dụng nước hoa. Thì The One Gold for Men mình nghĩ rằng đấy là một cái mùi hương an toàn cho các anh em nào mới bắt đầu sử dụng. Bởi vì như mình đã nói, với một cái tông mùi nó không quá là đậm, nó không quá là nồng, nó ở mức vừa đủ. Đó thì có thể nó không phải là xuất sắc, nhưng nó lại có một cái sự an toàn rất là tốt cho các anh em nào mới bắt đầu sử dụng hoa. Do vậy mình nghĩ rằng đây là một cái mùi hương, là một cái sự lựa chọn rất là tốt cho các anh em nào lần đầu hạ tiền đi mua nước hoa. Mặc dù nó không phải là xuất sắc, nhưng nó lại là một cái ở cái chỉ số an toàn nó cao. Đó, thì đấy là điểm tốt đầu tiên về chai nước hoa này. Điểm mình thấy tốt thứ hai ở chai nước hoa này đó là nó khá là dễ dùng. Mặc dù mùi hương của nó không có gọi là cái mức độ tạo điểm nhấn thì cái đấy mình chưa nói đến. Thế nhưng mình thấy rằng nó khá là dễ dùng, đặc biệt là chúng ta có thể dùng ban ngày, buổi tối, không bị quá là cân đo đong đếm, lấy ra mà xịt hàng ngày, hàng giờ, hàng buổi tối và bất kỳ mọi dịp nào chúng ta chỉ việc lấy ra và xịt. Đó, không phải lăn tăn là liệu sẽ như thế này hay là thế kia. Điều đấy chúng ta sẽ, thậm chí là nó sẽ còn dễ hơn cả phiên bản The One EDP, dễ hơn cả với The One Intense. Đó, thì đấy là cái điểm tốt thứ hai của The One Gold for Men. Chúng ta có thể dùng hàng ngày và rất là dễ dùng. Thì hai điểm tốt của chai nước hoa này mình thấy rằng đó là nó sẽ là một cái sự lựa chọn tốt cho sự khởi đầu mới, cho những trang giấy mới, mà đây là những newbie, những người bắt đầu mới chơi nước hoa. Và cái thứ hai đó là nó rất là dễ dùng, không bị giới hạn vào hoàn cảnh, không bị giới hạn vào thời gian, lấy ra mà xịt là ok. Đó, thì đấy là hai điểm tốt của chai nước hoa này. Và điểm mình cảm thấy chưa thấy thích lắm ở chai nước hoa này đó là gì? Điểm chưa tốt đầu tiên đó là nó thiếu điểm nhấn. Đó, có nghĩa rằng khi mà chúng ta muốn sexy, chúng ta muốn một cái gì đấy nó gợi đòn thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến Dior Sauvage. Đó, hoặc là Jean Paul Gaultier Ultra Me. Đó, khi chúng ta muốn lịch sự thì Prada Homme hoặc là Creed Aventus. Còn với The One Gold for Men thì đấy là một cái điều khá là xa xỉ, bởi vì
nó không đủ để mà độ sexy, nó cũng không đủ để mà một cái gì đấy nó gây một cái điểm nhấn để mà chúng ta thể hiện cho cái mọi người biết là chúng ta là thuộc tip như thế nào, classic hay là gentleman hay là trầm tính hoặc là điềm đạm hay là một cái gì đấy, thì the one girl for man nó không đủ, nó không đủ để mà thể hiện rõ cái style đấy. Do vậy nói chung là nó giống như kiểu là hơi bị mờ nhạt về phong cách thể hiện. Đấy là một cái điểm mình cảm thấy không được ổn lắm ở chai nước hoa này. Và điểm mình cảm thấy chưa tốt thứ hai đó là hiệu năng của mùi. Mình không biết là anh em nào đã sử dụng chai nước hoa này hay chưa, nhưng mà trên da mình thì hiệu năng mùi khá là tệ đó. Khi mà mình xịt xong thì khoảng tầm 3 tiếng là mùi hương nó đã khá là nhạt nhòa và nó bám rất là nhẹ trên da. Mình không biết rằng là nếu như mà để xài mùa hè thì chai nước hoa này liệu có thể trụ được trong bao lâu. Bởi vì hiện giờ mọi người đã biết đang là mùa đông ở ngoài này, và thời tiết phải gọi là một cái dạng tiêu chuẩn rất là tốt để mà xịt mùi hương, để mà thẩm mùi hương, để mà test mùi. Thế nhưng ở chai nước hoa này thì cái hiệu năng của nó rất là tệ. Do vậy là mình một cái điểm trừ nữa cho chai nước hoa này. Và tổng quan lại, chúng ta có nên mua chai nước hoa này hay không, thì câu trả lời của mình là không. Thực sự mà nói thì đây không phải là một sự lựa chọn quá là ưu tiên, quá là cần phải có để mua. Bởi vì với hiện nay thì đang có rất là nhiều những sự đa dạng về hàng mặt hàng trên thị trường, thì điều đó đồng nghĩa rằng chúng ta có rất nhiều những sự lựa chọn nó sẽ tốt hơn. Thì việc bỏ ra để sử dụng một chai nước hoa mà tất nhiên thì nó sẽ vẫn có những mặt tích cực, thế nhưng mà xét một cách tổng quan thì nó vẫn khá là đuối so với mặt bằng chung hiện tại của các cái sản phẩm khác. Thì mình không khuyến khích các anh em mua chai nước hoa này, bởi vì như mình đã nói, chúng ta sẽ có nhiều những sự lựa chọn sẽ tốt hơn, và the one girl for man không phải là một trong những chai nước hoa trong cái list ưu tiên mà chúng ta cần phải tham khảo đó. Thì đây là quan điểm cá nhân của mình. Thì còn nếu mà các anh em vẫn muốn thì chúng ta hãy cứ mua chiết, chúng ta hãy cứ sử dụng thẩm mùi. Và nếu như mình nghĩ rằng sẽ có những anh em ưng mùi chai nước hoa này thì mình không có gì là ngạc nhiên cả, bởi vì quan điểm mỗi người là khác nhau đó. Thì vừa xong, mình vừa chia sẻ đến các anh em cảm nhận của mình về sản phẩm của nhà Dolce & Gabbana, The One Girl For Men. Rất hy vọng các anh em cảm thấy thích video này, hãy like và share. Nếu như mọi người cảm thấy video có giá trị, đừng quên subscribe kênh của mình nhé. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!